Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ông Mày Hẹn Hò. Quý vị cũng biết rằng trong tình hình dịch bệnh này, chúng tôi không thể làm một cái show truyền hình rất là đông người. Chính vì thế nên chỉ có mình Quyền Linh ngồi đây thôi. Và ngày hôm nay phiên bản Ông Mày Hẹn Hò sẽ kết nối những cặp mà yêu đương trên khắp mọi miền đất nước. Bạn có thể ở bất cứ nơi nào cũng có thể hẹn hò được. Chỉ cần ngồi tại nhà thôi quý vị, chúng ta khỏi cần phải đến trường quay. Quyền Linh, Ông Mai Hẹn Hò sẽ kết nối những cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại cùng gì cả, hãy đăng ký với chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ hẹn hò như thế nào, để xem họ có đồng điệu với nhau, cùng suy nghĩ, họ có hiểu nhau và có đồng ý hẹn hò với chúng tôi hay không nha quý vị nhé. Tiền đầu tiên là thời sinh viên đi học ạ. Đi học xong là không hai người mỗi người một nơi ạ. Em vô Trung Nam và bạn ở ngoài Bắc. Mối tình thứ hai thì em đi lính từ 2014 thì bạn ở nhà bạn đi lấy chồng ạ. Đẩy qua ba mối. Mối tình đầu tiên là mấy năm? Dạ 10 năm. Wow, 10 năm. Mà tôi chuẩn bị nhưng mà tại vì hôm nay bạn đó bây giờ thì chúng ta sẽ gặp bạn nữ trước. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối với bạn nữ nào. Rồi, xin chào em gái. Dạ, em chào chị Linh. Em đang ở khu vực nào? Em đang ở quận 2 ạ. Ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đợi kết nối với bạn nam xong mình trò chuyện nha. Chào bạn nam. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang ở khu vực nào? Dạ em đang là khu vực là Bảo Lộc Lâm Đồng anh ơi. Bảo Lộc Lâm Đồng tức là qua dạ. Qua đèo Bảo Lộc là tới em đúng không? Đâu có đèo Bảo Lộc là tới đó, gần Đà Lạt đó. Rồi, bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên màn hình rồi. Nhưng mà chỉ có anh Quỳnh Linh thấy thôi, hai bạn sẽ không thấy nhau đâu. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau. Khi nào mà các bạn hiểu ý nhau chút rồi chúng tôi sẽ cho gặp mặt nha. Rồi, dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Phong ạ, năm nay 30 tuổi. Chị Nguyễn Linh đây là chị vẫn được sống tại thành phố. Em làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên tiểu học dạy môn thể dục ạ. À, giáo viên tiểu học dạy môn thể dục. Rồi, mời bạn nam. Dạ, em tên là Nguyễn Mai Lộc Châu ạ. Em sinh năm 1990. Em hiện tại đang làm nhân viên bán hàng tại siêu thị. Em còn huấn luyện viên võ thuật nữa. Bộ môn em đang dạy là bộ môn Taekwondo ạ. Hôm nay thì hai bạn có mặt trên màn hình rồi. Anh Vũ Linh thì thấy hai bạn hết nhưng hai bạn chưa thấy nhau. Chúng ta sẽ trò chuyện để có những cái cảm giác ban đầu đó để chúc mình gặp mặt nhau như thế nào nha. Hân hãy cho biết những cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi Hân. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác, lắng nghe và chia sẻ. Còn khuyết điểm của em thì em hay quên, rất là hơi tự xíu không. Còn bạn nam, ưu điểm của em á vui tính, biết đàn như là công việc hát và biết võ. Em có mấy mối tình rồi Lộc Châu? Chính thức thì đến giờ có hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên đi học ạ. Khi học xong là không hai người mỗi người một nơi ạ. Em vô trong Nam và bạn ở ngoài Bắc. Còn mối tình thứ hai thì em đi lính từ 2014 thì bạn ở nhà bạn đi lấy chồng ạ. Dạ, còn từ đấy trở đi thì em không có quen ai nữa. Đi mấy năm mà về bạn gái lấy chồng? Từ 2016 ạ. Tức là đi mấy năm? Dạ đi có 2 năm thôi anh. 2 năm dạ, mà đi, về đi yêu lấy chồng 2 năm thôi. Dạ. Tức là do khoảng cách anh. Nãy giờ là hai mối tình do khoảng cách hết đúng không? Rồi mời bạn gái. Trải qua ba mối tình. Ba mối hả? Dạ mối tình tiên là mối tình sâu đậm nhất rồi. Còn hai mối tình còn lại thì tụi em chỉ tìm hiểu và cảm thấy không hợp nên tụi em dừng lại. Mối tình đầu tiên là mấy năm? Dạ 10 năm. Dạ 10 năm. Wow, 10 năm. Dạ. Nhưng mà 10 năm là nhiều kỷ niệm lắm á, 10 năm là hiểu nhau nhiều lắm á. Dạ tụi em cũng chuẩn bị làm cưới. Nhưng mà tại vì hôm nay bạn đó mất rồi. Thôi, đó là số phận ha. Thôi chia buồn với em về điều đó. Bây giờ thì mình hướng tới một tương lai tốt đẹp, một cái mối tình mới nha. Và nghĩ rằng chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này
để đâm hoa kết trái. Em mong muốn cái người yêu lý tưởng của em thế nào? Dạ em không có tiêu chuẩn ạ. Em cảm nói chung là em chỉ cần em không hút thuốc, nghiền, biết yêu gia đình. Em không hút thuốc ạ. Em không rượu chè. Em dân tập thể thao ạ. Vậy là tốt rồi ha. Tiêu chí người yêu của em là như thế nào? Dạ tiêu chí của em thì gần bằng nữ với chính trên nhường dưới được rồi. Và ngoại hình thì dễ nhìn là được. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ hay cằn nhằn ạ, mè nheo. Cằn nhằn mè nheo. Mè nheo dễ thương lắm nha. Chính ra phụ nữ mà mè nheo nhõng nhẽo chút xíu là dễ thương lắm á. Bây giờ thì thôi hai bạn gặp mặt đi nha. Chúng ta sẽ cảm nhận về nhau nó dễ hơn bởi qua âm thanh nó cũng khác tiếng ha. Hai bạn sẽ nhìn thấy mặt nhau nè. 3 2 1 bắt đầu. Được. Anh chào em. Em cảm nhận lần đầu tiên gặp Hân như thế nào? Dạ đúng cái tiêu chí của em đấy anh. Tóc dài, là cô giáo. À thích dạ, cô giáo. Dạ. Hân em cảm nhận về chàng trai lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Dạ em nhìn anh Châu thì em thấy anh Châu hiền dễ thương. Dạ thì em hỏi anh Châu nhìn cao quá anh không chưa ạ? Anh cao 1m66 thôi, 67 chứ, 1m67. Ngọc Hân cao nhiêu? Dạ em 1m64 ạ. 64 là cũng cao đó nha. Rồi cho nhau cơ hội nhỉ, cho nhau cơ hội nha. Mới gặp cho nhau cơ hội. Bây giờ hát đoạn tặng bài cho nhau không khí đi nào. Anh hát không hay nha, nhưng mà sau này anh sẽ đàn em hát nhé. Hát bài của Đan Trường nhé. Nghe giai điệu vui tươi. Chiều nay mưa trên phố, anh vẫn mong chờ em. Chờ em qua lối ấy, mong đợi từng phút giây. Mưa rơi đi tới, thời ước đôi bờ vai. Nhau không dám nói ngàn lời yêu thương. Tình yêu đến như là cơn mưa chiều, nghe buông xuôi tóc mây người em yêu kiều. Tình yêu đó anh xin dành trao cho em mãi thôi, đẹp mơ. Trong mưa tình yêu dễ thương. Sao thấy sao Hân? Dạ hay ạ. Hát hay đúng không? Đàn giỏi nữa đó. Rồi bây giờ Ngọc Hân hát tặng Châu đi. Dạ em hát bài không biết thuộc rồi. Rồi một đoạn thôi. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lối Việt Nam, nơi bao năm xa cách trên đường này lắm đường, lòng bây giờ rơi bóng vui. Em quên mất anh á. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ có những câu hỏi đặt ra để xem các bạn hiểu nhau thế nào và hiểu nhau nhiều hơn qua những câu hỏi này trước nha. Câu đầu tiên, lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? Và lần cuối cùng bạn hát cho ai đó nghe là khi nào? Lần cuối cùng em hát là gần đây đó. Hình như gần nào em cũng hát. Hay em có hỏi ở trên đây, cuối cùng đi về nhà thì kiểu như cả nhà người nào cũng ngồi với một bên nhau, phải hát cho nhau nghe thôi. Dạ còn anh Vinh kia như thế nào? Em chưa hát cho mọi người đặc biệt nào cả. Nhưng mà kiểu như là em hay tham gia hoạt động văn nghệ hay em tham gia cho đàn cho học trò em, một người bạn thân của em là hát rất hay ạ. Còn em thì em chưa đàn hát cho chưa hát cho một người đặc biệt nào cả. Hy vọng sau này hát cho em nghe. Còn em hát anh đàn cho em nghe cũng được. Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo đối với bạn? Dạ, một ngày hoàn hảo của em là sáng dậy đi làm công việc mình, được gặp mọi người xung quanh và kết thúc một ngày làm việc thì về ăn cơm, bữa cơm gia đình ạ. Hảo đi làm xong về thì ăn cơm gia đình. Còn Lộc Châu, một ngày hoàn hảo của bạn như thế nào? Dạ là ngày mà đầu tiên em dậy sớm á. Em cùng với bạn bè leo lên ngọn núi
cao nhất của Bảo Lộc là núi Đại Bình, nhìn ngắm thiên nhiên là thấy thoải mái nhất, hình lúc lên là thấy tinh thần thoải mái nhất. Câu tiếp theo, bạn biết ơn điều gì nhất trong suốt cả cuộc đời? Dạ, cái câu hỏi của anh em cảm thấy rất là hay. Em nghĩ là nếu mà biết ơn thì em sẽ biết ơn ba mẹ em là người đầu tiên, vì ba mẹ em đã sinh em ra và cho em cuộc sống này. Biết ơn tiếp theo là biết ơn những cái người mà đã giúp đỡ em, đã từng gặp gỡ qua em. Tức là em cũng sẽ học hỏi được ở những người xung quanh em những cái bài học trong cuộc sống. Còn Lộc Châu? Dạ, cái này em cũng giống bạn nữa. Điều em biết ơn nhất là em được sinh ra. Tại hồi nhỏ em hay ốm đau, mẹ em chăm em rất cực. Nên là điều em biết ơn nhất là ngày em được sinh ra, mẹ em sinh ra. Tự nhiên chắc là ai cũng biết ơn ba mẹ của mình rồi. Nhờ ba mẹ của mình mà mình đã có mặt trên cuộc đời này ha. Có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi, tại sao đến bây giờ bạn chưa hoàn thành những dự định ấy? Em có một cái ước mơ rất là lâu rồi mà em chưa thực hiện được. Đó là một bữa cơm gia đình. Thì từ nhỏ nhà em thì cũng không có được giàu có. Nên là cả nhà cứ đi làm xong rồi cứ về nhà rồi cứ ăn gọi nghỉ ngơi, không có được ngồi ăn với nhau một bữa cơm, không có được chia sẻ với nhau những cái cuộc sống như hàng ngày, cũng ít nói chuyện với nhau. Cho nên là sau này lớn lên được một xíu thì mỗi người ở một nơi, nên là cái bữa cơm nó khó khăn hơn một xíu nên em chưa thực hiện được. Còn bạn Lộc Châu? Em thì đơn giản lắm ạ. Em tập Taekwondo môn võ của Hàn Quốc. Nhưng mà em ước ao là được đến Okinawa một lần, đất nước của Nhật Bản á, để học hỏi Karate Do ạ. Ước mơ của em đơn giản vậy thôi ạ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em á, đầu tiên được cầm bạn gái thôi, cầm tay bạn gái thôi. Đây mối tình đầu của em á. À, đáng nhớ nhất đúng không? Lần đầu tiên gặp thấy cảm giác thì sao? Đơn giản vậy thôi. Cảm giác lúc đó là sao? Phê ạ. Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hân là gì? Dạ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là em nhớ hồi em học đại học. Cái hôm đó là em ở lại, cái năm đó là em ở lại đi làm thêm nên em không có gì quê. Xong rồi tự nhiên đi làm về, cái nằm trong phòng em ngủ, cái anh hàng xóm qua anh tới hỏi là sao mấy này nó cứ ngủ mà nó tắt đèn, nó vui vậy, nó có bị bệnh hoạn như không. Xong rồi tự nhiên cái em nhìn cô đó thôi mà về em khóc rất là nhiều luôn. Xong cái lần đầu tiên trong cuộc đời em cầm điện thoại, em gọi cho ba em mà em nói với ba em là con rất là buồn. Xong rồi cái giờ nói xong câu đó em khóc, mới bị khóc. Xong rồi ba em mới kêu là không tính đi, ngày mai ba chạy lên. Xong rồi tự nhiên cái ba em là ngày hôm sau ba em chạy lên với em. Đó là lần đầu tiên mà em cảm thấy là một cái tình cảm của ba em dành cho em. Anh nghe vụ ông hàng xóm hôm qua anh giật mình. Tưởng cái tắt đèn cũng bước qua giật mình. Tưởng gì? Lo đúng không? Nhắc đến kỷ niệm đó chắc một mình mình nhớ ba, nhớ mẹ này kia. Rồi còn bạn Lộc Châu, bạn sợ điều gì nhất? Em thuộc cung Kim Ngưu anh ơi. Em lì bướng lắm. Em chả sợ gì cả. Không sợ gì hết trơn hả? À có. Thấy gái sợ, gái khóc là sợ. Em thuộc Kim Ngưu, em lì đấy bướng lắm. Còn bạn Hân, điều gì làm bạn đáng sợ nhất? Em cảm thấy là chắc em sợ ma nhất đó. Em sợ ma nhất. Sợ ma hả? Thấy con ma lần nào chưa? Dạ chưa, tại vì lúc nhỏ em với ba em chở ghe vật tư đi về nhà bà nội, xây nhà cho bà nội á. Xong rồi cái lần đó lúc đó em còn nhỏ quá, ba em mới kêu là đi nhà bà nội để kêu bà nội ra phụ chở đồ vô. Cái con đường lúc đó thì nó ghê lắm, nó cứ về quê thì cái đường nó đã xíu thành nó hôi. Nhìn xong cái mà có lần đã cũng đã chở lắm, mình xong cái ba mới đi đi, mình sợ quá em không dám đi, em cứ đứng ở ngoài đường. Xong rồi cứ khóc, đứng ngoài đường khóc không dám đi. Xong nhờ cái chú hàng xóm chở vô nhà bà nội dùm. Bây giờ nè, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Hãy kể 3 điểm trên gương mặt của người đối diện mà bạn thích nhất. Dạ, anh nói trước đi anh. À, thứ nhất là mũi, trán, tai. Đâu có thấy lỗ tai đâu mà thích.
em có thể đoán được. Không sao đoán được, không có thấy lỗ tai của Hân luôn á. Rồi, bạn Hân. Dạ, em thích nhất ở ba điểm là chân mày, mắt, mũi. Rồi, nãy giờ trò chuyện để các bạn có thể nghe, để có thể hơi hiểu về người đối diện nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau. Nào, hai bạn cứ nói chuyện với nhau đi. Dạ, bình thường thời gian rảnh anh sẽ làm gì ạ? Anh thường là tập võ. Anh là dân cuồng võ, lúc nào cũng tập võ hết. Đi làm về anh sẽ đi tập võ. Còn sáng dậy nếu mà làm chiều anh sẽ ngủ nướng, anh dậy sẽ tập võ. Như phần lớn thời gian anh là tập võ. Còn em là sao? Thời gian rảnh anh làm gì? Em cũng thích chơi thể thao, cho nên là thời gian rảnh thì em sẽ đi chạy bộ hoặc là đọc sách nghe nhạc. Hân ơi. Dạ. Em có ngày yêu sao? Có ngày yêu sao? Dạ. Đó. Sao mà Sài Gòn với Bảo Lộc gần lắm, đi xe 4-5 tiếng à? Em bị xe. Anh sẽ xuống, anh xuống. Em bắt xe xuống. Anh có muốn hỏi em gì đâu hả? Em có ngại làm dâu không? Dạ, vấn đề làm dâu thì em không biết. Bây giờ công việc em đang có thành phố. Nếu mà sắp xếp được mọi việc ổn thỏa thì em làm dâu bình thường. Không có ngại làm dâu, sắp xếp xong là làm dâu được. Tốt luôn. Dạ. Em có thấy có cảm giác thích gì người đối diện không Châu? Hồi hộp anh. Hồi hộp hả? Để sau dịch này thì hy vọng mình em thể xuống dưới gặp em ha. Còn Hân, bây giờ nói chuyện với Châu thì em cảm nhận chàng trai thế nào và mong muốn điều gì? Dạ, em cảm nhận Châu là một người hiền lành, tốt tính. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta có cái bảng. Đây là đồng ý hẹn hò, đây là đồng ý làm bạn. Cả hai nhắm mắt lại, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định hẹn hò hay là bạn nha. Nào, nhắm mắt lại. 1. Nhìn cao quá anh không chịu ảnh. Anh cao 1m66 thôi, 67 chứ, 1m67. Ngọc Hân cao nhiêu? Dạ em 1m64 ạ. 64 là cũng cao đó nha. Để cho nhau cơ hội nhỉ, cho nhau cơ hội nha. 2. Em có một cái ước mơ rất là lâu rồi mà em chưa thực hiện được, đó là còn một bữa cơm gia đình. Thì từ nhỏ nhà em thì cũng không có được giàu có, nên là cả nhà cứ đi làm xong rồi cứ về nhà rồi cứ ăn gọi. 3. Sài Gòn với Bảo Lộc gần lắm, đi xe 4-5 tiếng à? Em bị xe. Anh sẽ xuống, anh xuống. Em bắt xe xuống. Đưa lên nào. Dạ, vấn đề đặt công việc em bây giờ công việc em đang có thành phố. Nếu mà sắp xếp được mọi việc ổn thỏa thì em đặt công bình thường. Hẹn hò. Như vậy là cả hai cùng đưa trái tim lên rồi. Hy vọng là sự hẹn hò này sẽ đem đến một kết quả tốt đẹp nha. Hiện nay trong lòng Châu thấy thế nào sau khi bạn nữ đồng ý hẹn hò? Em thấy vui ạ. Hy vọng sau là mình đi xa xa và xa hơn nữa. Còn Hân cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Chờ đợi anh xuống đúng không? Rồi hai bạn có thể chào nhau đi. Rồi chúng tôi sẽ lấy số điện thoại và trao đổi số điện thoại các bạn với nhau. Rồi cảm ơn Hân với lại Lộc Châu rất là nhiều. Chúc hai bạn sẽ sớm hẹn hò với nhau nha. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn. Cảm ơn Quyền Linh. Chào anh Quyền Linh, chào bạn. Chào Lộc Châu, chào Hân. Như vậy là chúng ta đã kết nối được cặp đôi đầu tiên. Họ đã đồng ý hẹn hò rồi quý vị. Còn kết quả thế nào quý vị chờ đợi xem nha. Sau dịch họ sẽ gặp nhau rồi cùng trò chuyện với nhau. Tôi sẽ thông báo kết quả cho quý vị biết. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Nếu như lấy chồng thì mình muốn là một người biết san sẻ. Ví dụ như là cả hai người cùng đi làm ấy, về nhà công việc trong gia đình cũng phải cùng san sẻ với nhau, chứ không lấy lý do là mình là người trụ cột của gia đình, mình vất vả hơn. Con cái thì cháu thích ba. Ba cơ? Được không Hiếu? Ba được không Hiếu? Tất nhiên là cũng được, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào kinh tế của mình. Đôi khi là nhiều khi hai vợ chồng chưa có kinh tế thì mình gả ba đứa thì nó hơi vất vả một chút. Mời em gái. Xin chào em gái. Thank you.
Rồi, xin chào. Em đang ở trong nhà hả? À, đúng rồi ạ, em đang chuẩn bị để đi tăng cường ấy mà. À, em có thể mở, ở nhà một mình có thể mở khẩu trang ra cho anh nhìn mặt được không? À, cũng được ạ. Hẹn hò mà không ai thấy mặt thì... À, rồi. Rồi, xin mời em trai xuất hiện nào. Dạ vâng, chào chú Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin chào. Bây giờ thì mời em gái giới thiệu về mình. Xin chào bạn trai ở đầu dây bên kia. Mình xin giới thiệu, mình tên là Hường. Mình sinh năm 1993. Hiện tại mình đang công tác trong ngành y tế. Thì thời gian thì chất hơi gấp rút một chút. Cũng cố gắng chia sẻ một cái là ngắn gọn nhất có thể. Tính tình thì mình là người hài hòa, dễ tính, thẳng thắn, có gì nói đấy. Nhược điểm chắc là không được khéo léo cho lắm, đôi khi nói hơi nhiều một chút. Rồi, mời bạn trai. Xin chào bạn nữ về đầu bên kia, mình tên là Hiếu. Mình cũng sinh năm 1993. Tính tình thì đương nhiên mình rất là hòa đồng với mọi người, lạc quan và yêu đời. Hường đang ở đâu Hường? Cháu đang ở vùng có dịch. Cháu đang ngoài Bắc Ninh. Bắc Ninh hả? À, vùng dịch Bắc Ninh, cũng xin chia sẻ điều đó. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay dịch cũng rất là căng thẳng, cũng giống giống Bắc Ninh ra đấy. Còn bạn Nam, bạn Hiếu là bạn ở đâu? Đó là ở Hải Phòng ạ. Một ở Bắc Ninh, một ở Hải Phòng ha. Hai bạn cùng tuổi là 93 đó. Bạn Hương có những cái khuyết điểm và ưu điểm thế nào, có thể chia sẻ chút xíu? Thì nói ưu điểm trước vậy ạ. Rồi. Ưu điểm thì thường là cháu thích nấu ăn này, thích thường là nấu ăn ấy, bày biện các thứ, kiểu thích làm về nhà, thích đi du lịch, thích nói chuyện với bạn bè, xem phim, đọc sách cũng như mọi người bình thường ạ. Còn khuyết điểm thì chắc nói hình nhiều một chút, nghe theo mọi người nhận xét là thế ạ. Ưu khuyết điểm của bạn Hiếu? Cháu thì khuyết điểm mỗi cái hay quên, thứ hai đó là không biết chụp ảnh, đã đọc rất nhiều lần nhưng mà chụp vẫn xấu. Còn ưu điểm thì cũng nói khá là nhiều, hòa đồng với mọi người và có thể thích nghi được tốt với môi trường, với bất cứ môi trường nào mà thích nghi được. Hiếu và Hường đều nói nhiều hết trơn á. Hường thì là công việc là kỹ thuật viên gây mê, còn Hiếu là làm công việc gì? Trước kia thì cháu làm hướng dẫn viên du lịch, còn hiện tại thì do dịch bệnh nên là ở nhà mà tự mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Đường tình duyên của Hiếu sao? Chính thức khi mà trưởng thành rồi đó thì là có một mối tình đã chia tay cách đây 3 năm. Có một mối tình thôi. Dạ vâng, còn trước đó thì là hồi cấp 3 thì có yêu nhưng mà đó tình yêu con nít nên là không tính đến. Yêu 3 năm, lý do sao chia tay? Thực ra là không phải hai người không hợp nhau mà là vì cách đây 3 năm là giai đoạn mà lúc cháu mới ra trường. Thì lúc đó thì công việc chưa ổn định, tuổi trẻ thì nói chung tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm rồi còn mãi chơi. Người yêu có phàn nàn rất là nhiều, sao anh không chịu lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp. Cứ mãi chơi như thế bao giờ anh mới trưởng thành được. Thì nó tự nhiên trong đầu nó suy nghĩ một cái suy nghĩ rất là tiêu cực, đó là mình cứ như thế này thì bao giờ mới lo cho người ta. Và thế là nó quyết định để người ta tìm hạnh phúc khác. Còn Hường, đường tình duyên Hường thế nào? Hường mấy mối tình rồi? Đường tình duyên chắc trở. Chắc có lẽ là do cái tuổi của cháu thấy là hơi chắc trở một tí. Có nghĩa là có một vài mối tình nhưng mà thường là mọi cái đều không đi đến đâu do cái lối suy nghĩ của hai bên chưa giống nhau, cố gắng sẻ chia nhưng mà kiểu như thời gian này, công việc này, mình bận bịu này, mình không thể quan tâm hết mọi thứ được ấy, sẽ dễ xảy ra một số cái gọi là xích mích nhỏ không dung hòa được ấy, thì sẽ dẫn tới là ấy, công việc quá bận bộn làm cháu không nghĩ đến cái chuyện đấy. Có bận rộn ạ. Bận rộn quá đúng không? Bây giờ thì Hường muốn tìm một người yêu thế nào để cho nó hợp mình nè? Một người biết cảm thông về công việc của mình này, biết chia sẻ này, tính tình hài hòa, hòa đồng á, không ai trưởng ạ. Thực chất là cháu không rõ về cái vấn đề ra trưởng lắm, nhưng mà đại ý là người ta biết cảm thông, san sẻ với nhau. Đôi khi không thể là lúc nào ấy, lúc nào mình cũng chắc chắn là giờ này về đến nhà đúng giờ này, hay ngày hôm nay có thể dành ra thời gian để đi làm này, sắp xếp đi làm cái này kia. Có thể mình sẽ chưa làm được cái như thế bởi vì công việc của mình ấy, liên quan đến những người khác ấy. Mình cố gắng với những người khác nhưng đôi khi là bản thân gia đình mình lại cũng muốn cố gắng dung hòa tất cả mọi thứ nhưng nó cần thời gian. Hường không thích điều gì ở đàn ông? Cháu không thích ạ. Không thích những người nói được mà không làm được ạ. Nói cho có ha. Hứa nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều đúng không? Đúng rồi, nói cho có. Rồi, còn bạn Hiếu?
Hiếu muốn tìm một người yêu của mình với tiêu chí như thế nào? Tớ thì muốn tìm một người yêu là một người phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình. Công việc thì có thể bận rộn một chút thì tớ có thể gánh vác được, nhưng mà biết, nói chung là biết cách đối xử với những người trong gia đình. Ngoại hình có chiều cao thấp thì kia có quan trọng không Hiếu? Thực ra là cháu là người có chiều cao khá là thấp so với mặt bằng trung bình của các bạn nam, nhưng mà cháu lại không sợ tự ti về với bạn nữ nếu như bạn nữ cao hơn mình, còn thấp hơn mình thì cũng không sao hết. Hai bạn ở hai tỉnh xa, một Bắc Ninh với Hải Phòng, vậy thì có xa không, tình yêu này có xa không theo các bạn? Theo Hiếu thì có sao không? Xa. Với cháu thì cháu rất thích một cái câu của anh Phiêu Phiêu, anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do. Cần lý do được không Hương? Có lý do là ra được chứ. Câu này cháu thấy tình cảm giống như một đường hình xin ý. Mới ban đầu ai cũng nói thế, nhưng mà giai đoạn sau mình có vượt qua được không? Nhưng biết đâu yêu nhau được thì sao? Rồi, bây giờ thế này, hai bạn sẽ gặp nhau nha. Bây giờ chỉ nói chuyện qua giọng nói thôi, chưa gặp nhau. Và bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nào. Nhìn thấy nhau. Chào bạn. Chào bạn. Vừa rồi bạn nói bạn không cao lắm. Bạn không cao lắm thì mình cao 1m53, chắc là bạn sẽ cao hơn mình. Cao hơn. Cao hơn một chút. Thì bạn phải tự tin lên. Không, thực ra thì cho dù mình có thấp hơn thì mình cũng không thiếu tự tin đâu. Mình đã từng tự tin theo đuổi vài cô gái cao hơn. Cảm nhận thế nào Hương? Cảm nhận chàng trai mà mình đang gặp á, lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Vẻ ngoài ổn ạ. Cảm ơn bạn. Em đi Hiếu. Ừ. Anh em cho nó tự vận. Rồi. Chắc là do là chưa thể quen, mình chưa thể thích nghi chú ạ. Rồi Hiếu thấy Hương thế nào? Hương lúc đầu nghe giọng thì tôi tưởng tượng là hơi lớn tuổi hơn so với tôi tưởng tượng, nhưng mà không ngờ nhìn mặt thì là vậy. Giọng hơi có vẻ hơi chững chạc, hơi già, lớn hơn tuổi đúng không? À vâng. Đúng rồi ạ. Rồi bây giờ... Nhưng mà nhìn mặt... Hai bạn nói gì với nhau đi. Nào, trò chuyện với nhau đi. Quan điểm về tình yêu, hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi bên nói cho nhau nghe. Bạn bắt đầu trước đi. Thế là bảo nhiều phụ nữ trước. Thế thì mình chia sẻ ngắn gọn thôi nhé. Ý là mình là mẫu người phụ nữ sống hướng nội. Theo kiểu là mình sẽ quan tâm đến những người xung quanh mình, gia đình, mọi cái, tất cả cái xung quanh, liên quan ấy. Chăm sóc cho gia đình cũng được. Nhưng mà nếu như lấy chồng thì mình muốn là một người biết san sẻ. Ví dụ như là cả hai người cùng đi làm ấy, cùng đi làm cùng vất vả với nhau thì về nhà công việc trong gia đình cũng phải cùng san sẻ với nhau, chứ không lấy lý do là mình là người trụ cột của gia đình, mình vất vả hơn nên là về nhà mình có thể là không hỗ trợ làm này làm kia, mình ngồi chơi điện tử hay mình là gọi điện cho bạn bè hay gì đấy. Không phải như thế. Mình đến với nhau là vì mình san sẻ mọi cái với nhau mà, không phân rõ ràng là ai vất vả hơn, ai cực khổ hơn. Con người cần chia sẻ. Đúng không? Đúng rồi. Quan điểm của mình giống của bạn là khi mà đã là một gia đình thì hai vợ chồng sẽ san sẻ với nhau. Cái quan niệm này thì thực ra là mình thành đều vì do bố mẹ. Ngày xưa bố mình là người không bao giờ san sẻ công việc nhà với mẹ, và mình không hề thích điều đấy. Bố luôn luôn có một quan niệm rất là cổ hủ, đó là vợ ở nhà, việc nhà của vợ là làm hết, chồng không giúp. Nhưng bây giờ thì bố mình đã thay đổi hoàn toàn, là mọi người biết chia sẻ việc nhà với vợ. Có thể đến một tầm tuổi nào đấy mọi người sẽ biết san sẻ với nhau, còn hiện tại tuổi trẻ còn nhiều cái nên mình chưa nghĩ được điều đấy. Quan điểm về con cái thế nào? Con cái ạ, con cái thì cháu thích ba. Ba cơ? Được không Hiếu? Ba được không Hiếu? Tất nhiên là cũng được, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào kinh tế của mình đó. Đôi khi là nhiều khi hai vợ chồng chưa có kinh tế thì mình gả ba đứa thì nó hơi vất vả. Hiếu có quan điểm về con trai con gái không? Với cháu thì thích nhất là một trai một gái là tốt nhất, hoặc là một trai hai gái cũng được. Còn Hương thích con trai hay con gái? Cháu thì trai hay gái đều được, nhưng mà có cả trai cả gái là tốt. Vì là do gia đình chỉ có hai anh chị em ấy, thấy là ít quá, mà lớn hết đi hết đi trong nhà không còn ai cả, mỗi bố mẹ ở nhà ấy, nên là cháu thì ba là hợp lý. Hai người trao đổi với nhau xem nữa, về nếu mình ở chung nhà hỏi cơm chung thì tiền ai giữ? Tiền ai giữ ạ? Thực chất ra thì cháu giữ tiền rất tốt, nhưng mà cũng không biết được. Đấy là tùy vào trong gia đình khi làm sao mà phân định được là nếu nhau về thì dứt khoát phải là người này giữ tiền hay người kia giữ tiền. Nó là hài hòa mọi thứ ấy, cũng không cứ được. Ví dụ như là nói là bản thân cháu muốn giữ tiền chẳng hạn nhé, nhưng mà bạn ấy cảm thấy bạn ấy không đồng ý, mình cũng không thể ép người ta được. Còn Hiếu, con để thế nào? Còn cháu thì là người không biết giữ tiền, rồi cháu cầm tiền trong tay cháu tiêu cương nhớ, nên là cháu hay muốn người khác giữ tiền hơn. Hay quá, thế là Hương giữ tiền được rồi đó. Cháu giữ tiền rất tốt.
Vậy là Hiếu có thể để Hường giữ tiền rồi đó. Chúng ta sẽ trả lời với câu hỏi thế như sau, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Được. Bạn có muốn nổi tiếng không? Và nổi tiếng bằng cách nào? Hương. Cháu không. Không muốn nổi tiếng. Cháu thích là người bình thường thôi. Tại sao? Tại vì là một người bình thường ấy thì cuộc sống của mình sẽ không bị mọi người quá chú ý đến. Những cử chỉ, hành vi của mình ấy, dù đôi khi nó có một sai sót nhỏ thôi, thì tự bản thân mình có thể kiểm nghiệm lại. Nhưng mà nếu như mà mình là một người nổi tiếng ấy, thì trong tất cả mọi câu nói của mình đều rất phải cẩn trọng. Một câu mà mình nói ra không hay thôi sẽ bị hàng trăm con người nhòm ngó vào. Đôi khi mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái câu nói của họ. Cháu không muốn thế. Còn Hiếu? Cháu cũng không muốn làm người nổi tiếng. Trước đây còn nhỏ thì cũng mơ ước làm người nổi tiếng. Nhưng mà đến khi mà lớn lên rồi phát hiện ra là làm người nổi tiếng khá là mệt mỏi, không sung sướng như mình nghĩ. Ngày xưa cứ nghĩ là được mọi người chú ý, mọi người nổi tiếng, được kiếm được tiền thì nó khá là sướng. Nhưng mà khi lớn lên rồi mình thấy phát hiện ra là làm người nổi tiếng thì đôi khi chỉ cần một hành động rất là nhỏ của mình cũng bị người khác soi xét. Đấy, mà cháu là người thì sống đôi khi vô tư quá, thành ra có một số người mới gặp cháu thấy rất là ghét bởi vì cái tội vô tư quá. Nên là cháu không muốn làm người nổi tiếng. Không nổi tiếng. Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy từ bé đến lớn, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì? Ngày bé cháu muốn làm sao để mình nói đi. Hiếu muốn thay đổi điều gì không? Nếu muốn thay đổi thì cháu muốn là bố mẹ cháu dạy cháu nghiêm khắc hơn, cháu sớm trưởng thành hơn, không trẻ con quá. Từ bé lớn bố mẹ chiều quá. Đấy, bây giờ lớn ra nhận ra là mình chiều quá, là hơi bị hư một tí. Đúng rồi đấy. Tình yêu có ý nghĩa thế nào đối với bạn? Tình yêu ạ? Tình yêu có ý nghĩa lớn chứ chú. Bởi vì nó tạo cảm giác hưng phấn, hạnh phúc, mình có thể làm nhiều cái hơn. Đối với cháu thì tình yêu khá là quan trọng. Chưa chắc là thứ tình cảm quan trọng nhất, nhưng mà với cháu thì tình cảm, mọi thứ tình cảm đều quan trọng. Đều quan trọng hơn mọi thứ khác, miễn là tình cảm. Đúng rồi, tình yêu ở đây có thể là yêu gia đình. Yêu gia đình. Vậy thì bạn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và mẹ mình như thế nào hả Hường? Mối quan hệ của cháu mẹ cháu rất tốt. Có tranh luận với nhau không? Có tranh luận chút xíu, nhưng mà chỉ như là hai người bạn đang nói chuyện với nhau thôi. Coi và mẹ mình như là một người bạn, và bạn cũng mẹ cũng coi mình như là người bạn, dễ nói chuyện nhau đúng không? Còn Hiếu? Cháu với cả bố lớn mẹ đều vậy. Cháu với bố mẹ hơn thường hay là tương tác với nhau, tương tác về lời nói, về quan điểm sống. Đôi khi cháu muốn tốt cho bố mẹ đâu, nhưng mà bố mẹ cháu không thích làm cái điều đấy, thành ra với lúc mà mình hơi khó chịu. Mặc dù rất là thương mẹ, nói ví dụ như đơn giản như là cái việc mẹ đã giặt quần áo ở đó, đã bảo mẹ không cần giặt, để đây con giặt, nhưng mẹ nhất quyết là giặt. Và đến khi gia đình mua máy giặt về rồi, mẹ đã vẫn nhất quyết là giặt tay không dùng. Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào mặt nhau và nói cho mọi người biết rằng bạn thích điều gì ở gương mặt, bao nhiêu điểm trên mặt gương mặt người đó. Hiếu nhìn Hường, Hiếu nói đi, Hiếu thích những điểm nào trên gương mặt của bạn? Cháu thích nhất là đôi mắt. Mắt bạn ấy rất là hiền. Rất hiền. Gì nữa? Mái tóc nữa. Mái tóc. Tóc của một người phụ nữ khá là hiện đại và nhưng vẫn có thể hiện một người phụ nữ của gia đình. Rồi, bạn Hường, hãy cho tôi biết những điểm gì mà bạn thích ở người đối diện. Hiện tại bất ngờ quá nên cháu chú ý ra. Có điểm gì trên gương mặt mà bạn chú ý nhất, thích nhất? Mắt, mũi, miệng, tóc, trán. Chắc là bạn đang cười. Bạn cười. Chắc là bạn cười. Bạn ấy có đẹp trai không? Gương mặt sáng. Bây giờ chúng ta mỗi người cảm nhận nãy giờ sau cuộc nói chuyện mình cảm nhận thế nào và chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nào, Hiếu nhìn thẳng vào mặt của Hường đi. Sau cuộc nói chuyện này bạn cảm nhận như thế nào, trong lòng suy nghĩ điều gì về Hường? Tôi cảm thấy Hường là một người rất là tình cảm và hiền. Có thể nói là tưởng tượng trong đầu ra là một người phụ nữ gia đình, biết chăm lo gia đình, biết chăm lo cho bố mẹ. Đấy là điều rất cần nhất mà một người. Còn Hường? Cảm ơn bạn ấy vì đã chia sẻ như thế ạ. Cháu thì hiện tại là người trưởng thành, cũng suy nghĩ khá là chín chắn ạ. Bản thân tự nhận ra là trước đây là mình chưa trưởng thành. Đến thời điểm hiện tại mình nhận ra điều đấy là mình đã là người trưởng thành rồi. Và cũng hết thời gian rồi, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Vâng ạ. Các bạn đang cầm trên tay, đây là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Còn nếu đưa mặt này là chúng ta đồng ý làm bạn với nhau. Sẽ có 30 giây để quyết định điều đó. Cả hai nhắm mắt lại, chúng ta sẽ quyết định theo trái tim của mình nha. Chuẩn bị. Vâng ạ. Một,
Tớ thì muốn tìm một người yêu là một người phụ nữ của gia đình. Có nghĩa là có một vài mối tình nhưng mà thường là mọi cái đều không đi đến đâu do cái lối suy nghĩ của hai bên chưa giống nhau. Hai, với cháu thì tình cảm đều quan trọng hơn mọi thứ khác, miễn là tình cảm. Nếu như lấy chồng thì mình muốn là một người biết san sẻ, về nhà công việc trong gia đình cũng phải cùng san sẻ với nhau, chứ không lấy lý do là mình là người trụ cột của gia đình, mình vất vả hơn. Ba. Ba. Ồ, như vậy là bạn Hiếu đã đồng ý hẹn hò nhưng bạn Hường lại không muốn hẹn hò, chỉ là bạn thôi. Tại sao vậy Hường? Có lẽ là do khoảng cách. Cháu muốn gần gia đình hơn. Khoảng cách cũng là một cái trở ngại. Cháu và bạn có thể là bạn ạ. Hường có muốn chúng tôi cung cấp số điện thoại của Hường cho Hiếu để chúng ta làm bạn với nhau, trao đổi với nhau không? Có. Thêm một người bạn cũng tốt mà chứ. Rồi. Hiếu có đồng ý là tôi cung cấp số điện thoại cho Hiếu cho Hường để chúng ta có thể làm bạn với nhau không? Dạ được ạ. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Chúng ta sẽ làm bạn với nhau, sẽ trò chuyện với nhau sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Chúc chúng ta công tác tốt nha. Vâng. Chúc mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn hai bạn. Vì lý do bạn Hường đi để có thể tăng cường chống dịch đó nên thời gian cũng hơi gấp rút chút xíu. Cảm ơn bạn Hường rất nhiều. Và hy vọng chúng ta sẽ có gặp mặt với nhau ở ngoài cuộc sống để Hường với lại Hiếu trò chuyện nhiều hơn nhé. Thôi, mọi người mạnh khỏe. Chào mọi người. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cặp đôi, một bạn ở Bắc Ninh và một bạn ở Hải Phòng. Cuộc trò chuyện cũng khá thú vị nhưng với lý do là thời gian cũng gấp rút quá vì bạn Hường tăng cường chống dịch. Hy vọng rằng hai bạn ấy sẽ là những người bạn tốt với nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trên MCB Media. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.